chào các bạn đã đến với chương trình chia sẻ ước mơ du học Mỹ của công ty Tân Đại Dương. Thì như những số trước của chương trình chia sẻ ước mơ du học thì Tân Đại Dương đã mời các bạn trò chuyện với những em đã đạt được visa du học Mỹ. Và trong chương trình hôm nay thì Tân Đại Dương cũng mời các bạn cùng trò chuyện với em Nguyễn Cao Kỳ vừa nhận được visa du học Mỹ nóng hổi trong ngày hôm nay. Và mời các bạn cùng theo chân mình trò chuyện với em Nguyễn Cao Kỳ nhé. À, chào Kỳ. Dạ, em chào chị. Em có thể giới thiệu đôi nét về bản thân em. Dạ, em tên là Nguyễn Cao Kỳ, năm nay em 17 tuổi, em vừa chính thức được đậu visa du học Mỹ. Lý do tại sao Kỳ chọn Mỹ để du học em? Dạ thưa, tại vì em thấy Mỹ có nền giáo dục rất là tốt, cũng như là có một nền kinh tế rất là phát triển. Em nghĩ em sẽ quen thuộc với môi trường bên đây để có thể tiếp tục công việc gia đình của mình ở Việt Nam. Qua Mỹ thì Kỳ học trường gì bên đó em? Dạ thưa chị, là em học trường Edmond Community College. Với cái chuyên ngành gì hả? Dạ chuyên ngành của em là chuyên ngành quản trị kinh doanh chị. Trường em có một trường em là thuộc các trường ở Washington có chương trình ghép dành cho các học sinh của quốc tế lại. Nó giúp chúng ta có thể rút ngắn được thời gian học của mình. Thay vì 6 năm như các trường khác của ngoài bang thì ở Washington chúng ta chỉ cần học 5 năm thôi chị. Còn trường em còn có những hoạt động ngoại khóa rất là đa dạng như là các đội bóng gỗ, bóng chuyền, bóng đá cũng rất là nổi tiếng trong vùng. Khi làm hồ sơ ở Tân Đại Dương thì em có cảm nhận như thế nào về dịch vụ của Tân Đại Dương? Dạ, em thấy các chị Tân Đại Dương rất là dễ thương, chăm lo cho giảng dạy cho các em rất là nhiệt tình. Em thấy rất là good chị. Lần đầu tiên thì em nộp hồ sơ cho các chị phỏng vấn ở dưới để xem xét về hồ sơ của mình có được gọi là đẹp hay không, hay là khiếm khuyết cái gì thì các chị có thể bù đắp vào cho em. Sau quá trình kiểu như là trau dồi thêm các kiểu hồ sơ tốt thì em chính thức đi xin visa. Trước khi đi xin visa thì trường có dành cho các bạn 10 buổi gọi là phỏng vấn thử trước. Các bạn có thể có nhiều câu hỏi dành cho anh Khôi, là anh chuyên trả lời các câu hỏi phỏng vấn cũng như là giải bày các thắc mắc của các bạn. Sau đó thì các bạn có thể học anh Bảo Anh, là anh chuyên viên về tâm lý, giúp các bạn có thể thoải mái hơn trước khi đi. Qua từng buổi học thì các bạn cũng đi một số rất là nhiều. Nhìn các bạn đậu được visa, trong lòng em cũng cảm thấy rất là hồi hộp cũng như là mừng thay cho các bạn, nên em cũng có một gì đó gọi là quyết tâm để tiếp tục học tốt hơn. Rồi sau đó em cũng đã thành công như chị biết rồi. Qua đó thì mình biết được dịch vụ của Tân Đại Dương kìa. Dạ, em tìm hiểu rất là nhiều công ty và dịch vụ khác và em thấy Tân Đại Dương thì rất là có uy tín, nên em quyết định chọn Tân Đại Dương cho mẹ đi. Kỳ có thể chia sẻ một chút xíu về sở thích cá nhân của em? Dạ, sở thích của em hả? Dạ, em thích chơi đá bóng cũng như là các môn thể thao chị. Em thích chơi đá bóng về cái em có thần tượng nào? Em thích Arsenal, em đã thần tượng Ronaldo. Sao có sự trái ngược gì? Dạ, tại vì em ngưỡng mộ những cố gắng của anh ấy. Và cái dự định trong tương lai của em sau khi học xong tại Mỹ thì như thế nào? Dạ, có thể là em dự định của em là sẽ học 5 năm ở Mỹ. Sau khi tốt nghiệp đại học thì em sẽ quay trở về và phụ giúp cho công ty gia đình em. Chị cảm ơn chia sẻ của Kỳ nha. Chúc em ở Mỹ học tập thật tốt ha. Dạ, cảm ơn chị. Vừa rồi thì các bạn cũng đã lắng nghe chia sẻ của em Nguyễn Cao Kỳ vừa nhận được visa du học Mỹ. Thì chương trình chia sẻ ước mơ du học Mỹ của công ty Tân Đại Dương xin được khép lại tại đây. Và các bạn để tham khảo thêm những cái chia sẻ của những bạn du học sinh đã đạt được visa du học thì các bạn có thể tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại.